đỏ xanh xanh đen vàng 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 đỏ chú. Em sao vàng vàng xanh? Nhân chi tiết cộng trừ sau, 6 x 4 = 24, 24 7 - 4. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ hóa trang thành chú bảo vệ nha mọi người, để đi bảo vệ trường học. Trời ơi, chú bảo vệ thì mặc đồ gì cho nó đó, để em đồ này cho nó hung dữ đi. Ok. Đi dạ. Chào đồng nghiệp. Chào đồng chí. Đồng chí hôm nay cũng đi bảo vệ thành phố hả? Tôi thì tôi đang chuẩn bị đi bảo vệ trường học nè. Ok, bây giờ trời tối rồi, có gì đâu mà phải bảo vệ nữa đúng không? Nhưng mà tôi làm việc cả ngày cơ. Đồng chí này có vẻ là hời hợt với tôi quá. Đúng là chê nghề mình nghèo hay sao? Ủa, ai thấy quen quen ta? Cái học sinh nào thấy quen quen? Ủa? Ê! Chú bảo vệ. Ủa, AS à? Ủa đây? Chú bảo vệ đi đâu vậy? Trời ơi, đi kiểm tra trường học. Sao giờ này chưa về nữa? Đi học. Cái gì mà đi học? Giờ này mới đi học cái gì? Giờ này là đi về zombie rồi. Ủa, giờ là bây giờ rồi, thử vào trường coi ở trong trường có thầy cô nào ở trong đó dạy mình hay không chứ. Giờ là 11 giờ đêm mà trẻ em thì đi ngủ đi. Bạn này vậy, chú bảo vệ ơi, khi nào trường mới mở cửa để cháu đi học vậy? Chú bảo vệ nói nè, sáng mai 9 giờ sáng rồi hẳn đi học. Ủa mấy giờ ta? Hình như 9 giờ sáng rồi hẳn đi học nghe chưa? Đi về đi. Dạ, đi về thôi. Mới bé mà đã 11 giờ đêm mà đi học không hiểu luôn á. Tomorrow. Tới giờ đi học rồi á mọi người ạ. À, giờ này mấy học sinh trường mình còn chưa vô nữa. Nhanh chóng vô coi kiểm tra coi. Có bé nào đi học muộn không? Trường học vẫn chưa bắt đầu. Đó, tôi phải làm hiệu trưởng luôn đi. Rồi hiệu trưởng 900 hả, được luôn. Nè, hiệu trưởng. Chà, chú bảo vệ mà lên vai hiệu trưởng hả? À. Đứng đây, đứng đây để kiểm tra coi. Chào chú bảo vệ. Cái gì vậy? Người ta là hiệu trưởng mà. Tự nhiên trong lớp chú cầm cây rửa nhìn ghê quá à. Đây, cất. Ủa, okay. Nhưng mà trời, cái thằng ngáo ngáo hôm qua đi học lúc 11 giờ đêm đấy hả? Dạ đúng rồi á, chú ạ. À. Không, ủa mà sao hôm qua chú vậy? Làm chú bảo vệ xong rồi hôm nay làm hiệu trưởng vậy? Người ta là kiêm hai công việc, vừa là hiệu trưởng vừa là bảo vệ luôn. Tối làm ca bảo vệ. Nhưng mà chú hỏi lại đây, chú hỏi coi. Chú coi thử là cái mặt có thông minh không, chứ chú thấy cái mặt hơi ngu ngu sao mà đi học được. Biết hôm nay mấy trời giờ ơi, không? Chú bảo cái mặt con ngu quá hả chú? Trời ơi, có cái mặt kệ đúng ngốc nghếch luôn á. Nhóc này. Vậy là chú chưa biết gì về con rồi. Đâu qua đây chú coi. Con qua đây chú kiểm tra là coi. Cậu cả. Cậu cả ở đâu? Cậu cả ở trong gia phả. Nhìn chú nhìn con là chú thấy chán rồi đó. Chắc là cậu cả không? Vậy là gia đình có tiền cho đi học, chứ học thì ngu đúng không? Chú nói ai ngu? Trời ơi, con là học bổng từ năm lớp 1 tới năm lớp 9 là học bổng, là học sinh giỏi không á. Thôi, nhìn mặt mày là chú thấy ngu ngu rồi. Chú có giỏi thì chú vào tiết với cháu đi, còn năm giây tiết mỹ thuật kìa. Vô. Đây, vô. Thu thập và xếp cái giấy màu vào một chỗ nè. Trời ơi, sao mà cháu thách chú đạt được hạng A luôn á. Nhưng mà cháu chơi trước rồi, chú mới vô mà. Kệ chú chứ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nhóc này nó gan quá, nó dám thách chơi chú tiết mỹ thuật. Nó không có biết ngày xưa chú có chín cái hoa tay. Bây giờ con chơi sai tùm lum rồi nè. Cháu nghĩ là hoa tay của chú là hoa túi địch đó. Hoa tay của chú đi đâu rồi? Trời ơi, áp lực quá. Ông ấy nhóc mấy điểm rồi? A nè chú. Chú đâu? Chú hạng A. Really chú hạng A. Chú chú hạng A. Chú ơi. Chú vô trẻ. Không, tại non sao? Và xanh hồi xưa lắm. Thôi, giờ qua thư viện đi. Nhưng mà chú à, cháu nói cái này chú đừng mất lòng nha. Cái gì? Nhìn chú đen hôi quá à. Đừng có khinh thường người nghèo quá chứ. Đừng có khinh thường chú bảo vệ cái chứ. Chọn từ giống với màu chữ. Xong. Đừng có đọc lên. Hại chú đỏ vàng. Đỏ chú ơi. Đỏ xanh xanh đen vàng. Vàng đỏ chú. Im đi. Vàng xanh. Xanh chú ơi. Xanh lại ghế đi. Màu xanh thì phải đúng rồi. Màu xanh. Ui chết. Đỏ chú. Đúng rồi đen. Đỏ xanh chú ơi. Trời ơi. Vàng kia. Sai rồi. Xong rồi. Nhưng mà người ta xong trước. Niềm tự hào của trường học. Lấy chưa? Người ta
lên tìm từ hàng. Cháu A cộng nè, thấy không? Chú thấy không? Chú thấy mày 47 giây nhưng mà chú có 32 giây thôi. Thôi đi đi ăn trưa chú ơi. Chú cần tin tin. Này là Đỗ Thị Thi. Đỗ Rô Thi. Thôi để chú cho mẹ ăn salad rau củ để cho mau lớn nha. Ô bảy vậy. Rồi salad rau củ với mì sốt cà. Ôi thèm ăn mì ý quá. Mì ý hả? Ừ. Ôi ngon quá. Xong. Đến giờ tiếp theo đi. Giờ toán rồi. Chết rồi, lúc này cũng căng thẳng nè. Trời ơi, trên tôi một bậc kìa. Sợ, căng não quá. 18, hại người ta. 15 20 15 làm gì có đáp án 15 mà mày đạt 15. Không, chú ơi. 15 luôn cái gì? Chú giỏi lắm. Bao nhiêu chú? Bao nhiêu chú? Khó nè. Này, 34 31 chú. Không phải, 33. Không phải. 31 rồi. Nhân chi tiết cộng trừ sau. 6 nhân 4 là 24. 24 7 trừ 4 là cái gì vậy trời ơi? Đừng có tính 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 nhẩm thôi được không? Đừng có tính ra miệng được không? Tính nhẩm thôi được không? Đào. Học gì? Học lực xe cộng. Đâu? Xe đâu? Xe cộng, người ta hàng B nè, thông minh hơn rồi. Trời, cháu có tự tin về khả năng sinh vật của mình không? Cả khả năng sinh đẻ, lộn, sinh vật. Ôi. Ờ cái gì vậy? Rồi cháu tự tin. Phân chia tế bào. Trái phải. Đúng không chú? Trái phải. Mày đang cố tình làm cho chú mình lung lay đúng không? Chết rồi, mình xuất hiện thêm một cái trái phải gì nữa đây trời ơi. Chú ổn không chú? Chú không ổn lắm chú ơi. Chú sắp bị lộn hỗn loạn rồi. Bộ nuôi gì đó. Phải trái. Trời ơi, sao mà sai tùm lum vậy trời ơi. Cái gì mà có thêm màu nữa vậy trời. Ôi trời ơi. Học lực gì? Học lực gì? Trời. Thôi huề chú cháu mình huề 22 có gì đâu rồi. Toán cao cấp nha cháu. Toán cao cấp và các thẻ số theo thứ tự là sao? 2 à dễ mà. Ủa 11 10. À, đâu rồi? Ủa Ủa? Cần ly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 17, 18, 6, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, cười chiến thắng đã gọi tên tôi AS Mobilet hạng C. Xe đâu? Ủa xe đâu? Hạng C, tôi thấy rồi. Chú chị ăn hên thôi, chú chị ăn hôi ăn hên thôi. Cậu cả trong gia phả mà như này là chết rồi. Cậu cả như này là chết rồi. Sao dở vậy? Chú nói cái gì vậy chú? Về học tập lại đi nha. Chú biết cháu là ai không? Trời ơi cái gì? Hết hồn luôn. Chú nói cái gì? Chú thua. Chú nói cái gì? Thôi đi chú ơi, không có bắt nạt người ta nên chú chạy. Đuổi học. Hôm nay thật cho chú một bữa đó. Mai đi học lại. Ui, sao bị